Nguy hiểm nhất là chúng ta không quản lý được máy bay không người lái thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia. Thông qua các cuộc xung đột vừa qua, các nước người ta sử dụng máy bay không người lái hết sức hiệu quả, ít tốn kém, hiệu quả cao, đánh trực tiếp vào các mục tiêu cần đánh. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh điều này khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng không nhân dân diễn ra chiều nay. Theo dự án luật, phòng không nhân dân là hoạt động của toàn dân nhằm chuẩn bị, ngăn ngừa, thực hành đánh địch đột nhập, tiến công đường không và quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000 mét. Trong đó, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và quân nhân dự bị làm nòng cốt. Đây cũng là vấn đề được nhiều ý kiến còn băn khoăn. Cái việc mà chia cái 5.000 mét rồi 10.000 mét thì độ cao hơn đối với phòng không quốc gia, phòng không lục quân hay phòng không nhân dân là đúng. Nhưng mà trong cái chiến tranh hiện đại thì cái độ cao mà dưới 5.000 mét thì không chỉ có các loại phương tiện bay đâu, mà nó có cả là tên lửa đạn đạo mà nó bắn là dưới mặt biển, rồi trên mặt đất ấy. Thì cái này có lẽ là nó vẫn thuộc vào cái phạm vi của phòng không quốc gia. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thì cho rằng phòng không chia làm 3 loại: phòng không nhân dân, phòng quân lục quân, phòng không quốc gia có tên lửa, pháo có độ cao thấp khác nhau. Muốn bảo vệ vùng trời thì phải ở các độ cao thấp khác nhau thì mới đánh được các loại phương tiện bay khi xâm nhập vào vùng trời của chúng ta và tạo thế trận phòng không dày đặc để bảo vệ vùng trời. Cái 5.000 mét này là ở cái phòng không nhân dân này chỉ được trang bị cái loại hỏa lực dưới 5.000 mét thôi, tức là 37. Còn chúng tôi là hiện nay được trang bị tới 3 pháo phòng không 37 thì nó ở độ cao bắn được, tiêu diệt được các mục tiêu dưới cái độ cao 5.000 mét thì chúng tôi mới đưa cái phòng không là có độ cao 5.000 mét như vậy. Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết đã tổng kết và đang nghiên cứu để sửa. Và trong luật này, kinh doanh máy bay không người lái là kinh doanh có điều kiện và cả kinh doanh từng linh kiện. Chứ không có thì người ta chỉ cần coi như là nhập khẩu các cái loại từng linh kiện về thì cũng sẽ lắp ráp được một cái máy bay không người lái. Mà cái nguy hiểm nhất là máy bay không người lái người ta không quản lý được thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, và không phải trong thời chiến đâu mà ngay trong thời bình này thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Thông qua các cuộc xung đột vừa qua thì các nước đã sử dụng cái máy bay không người lái hết sức hiệu quả, ít tốn kém mà hiệu quả cao, đánh trực tiếp vào các mục tiêu mà cần đánh. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng cho biết thêm, luật này liên quan đến rất nhiều luật khác, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, tiếp tục rà soát lại và chỉnh sửa cho hoàn chỉnh, không bị chồng chéo. Thưa quý vị, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Góp ý cho dự thảo nghị quyết, một số ý kiến cho rằng sắp xếp vị trí việc làm là việc đã khởi động từ lâu. Trong quá trình triển khai đã có nhiều vấn đề phát sinh, khi có nơi sắp xếp được vị trí việc làm thì biên chế lại tăng lên và nhấn mạnh. Đây là việc rất khó vì vị trí việc làm gắn với cả tiền lương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì đánh giá, Ban công tác đại biểu của Quốc hội đã hết sức nỗ lực, cố gắng chủ trì làm việc với các đơn vị để có tờ trình. Đây là chủ trương mới, rất khó, nhiều nội dung. Tôi thì thấy hiện nay cái vị trí việc làm thì được xây dựng ở mức độ là khái quát. Mà thường nói cái gì khái quát thì nó rất là chung chung, trừu tượng. Báo với Chủ tịch Quốc hội, lúc tôi còn bên mặt trận Tổ quốc, nó nói là tôi không hết sức là điên rầu về cái chỗ là mô tả cái vị trí việc làm này. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội. Sắp tới, tờ trình của các cơ quan chuyên môn như Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao thì do Ủy ban Tư pháp thẩm định, Kiểm toán Nhà nước sẽ Ủy ban Tài chính thẩm định, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, đại biểu Quốc hội, thông qua hoạt động chuyên trách ở Trung ương thì Ban công tác đại biểu, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật sẽ chịu trách nhiệm thẩm định. Và Ban công tác đại biểu vẫn là cơ quan giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội kiểm tra cho đúng. Phó Chủ tịch nhấn mạnh về thực chất các cơ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí việc làm của mình.
Thưa quý vị, hôm nay phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục tranh luận với phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với ý kiến của luật sư vào các bị cáo. Về quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cho rằng bị cáo không phải chủ thể của tội danh tham ô tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, mặc dù bị cáo Lan không phải là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SCB, nhưng nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, tài liệu thu thập được và kết quả thẩm tra tại tòa. Pháp luật nêu rõ, SCB thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo pháp luật, đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần. Thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại SCB là chưa đúng quy định của pháp luật. Cáo trạng kết luận bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền hạn chi phối, điều hành mọi hoạt động của SCB là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tài liệu điều tra khẳng định rất rõ, Trương Mỹ Lan là người chi phối, sở hữu phần lớn số cổ phiếu của SCB ở mức 91,5%. Bản sao kê biến động cổ đông do Tạ Chiêu Trung lập tới tháng 6 năm 2022 và tại tòa, bị cáo Trung khai đã được giao theo dõi cổ phần SCB thuộc sở hữu của bị cáo Lan và các cổ phần liên quan đến bị cáo Lan. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lan khai nhận vận động người thân, bạn bè mua cổ phần trước khi sắp nhập 3 ngân hàng để đạt 65%, sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên. Về việc các luật sư đề nghị làm rõ, việc 5 công ty nước ngoài mua cổ phần của SCB không làm thay đổi việc bà Trương Mỹ Lan nắm quyền chi phối đối với số cổ phần này. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể tội tham ô tài sản. Nhiều luật sư cho rằng bà Trương Mỹ Lan là người bảo trợ ngân hàng. Đối đáp ý kiến này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ngoài các khoản vay theo đề án, SCB đã lập nhiều khoản vay khống khác, trái phương án vay vốn. SCB có nhiều sai phạm khi không quản lý khách hàng, không quản lý dòng tiền sau khi cho vay. Như việc một tài sản Sài Gòn Times Square dùng để đảm bảo cho khoản vay, nợ cũ chưa tất toán, đã có khoản vay mới. Về câu hỏi, thực tế bà Trương Mỹ Lan có cho SCB mượn tài sản hay không? Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định bà Trương Mỹ Lan không cho SCB mượn tài sản mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo khoản vay mới, dùng tiền giải ngân của khoản vay mới để trả nợ cũ. Bà Trương Mỹ Lan không bị thiệt hại gì khi đưa 5 tài sản đảm bảo vào SCB, vì sau đó bà Lan đã hoán đổi tài sản và đã rút ra 55.000 tỷ đồng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Hương Giang, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Bước đầu, các cơ quan chức năng báo cáo nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật nói bà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch dính dáng đến pháp luật. Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Chủ tịch huyện Nhơn Trạch mở tài khoản để chuyển tiền rồi xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Giang Hương. Theo thông tin ban đầu, bước đầu cơ quan điều tra xác định bà Giang Hương bị nhóm lừa đảo lấy hơn 171 tỷ đồng. Không chỉ có hàng loạt cây xanh tại thủ đô bị bức tử, gần đây cây sao đen trăm tuổi tại số 65 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng cũng đặt ra nghi vấn bị xâm hại dẫn tới việc cây đang xanh tốt thì bị chết khô. Trước những băn khoăn của dư luận, thành phố Hà Nội đã yêu cầu chính quyền chuyển hồ sơ cho công an điều tra để tìm ra thủ phạm. Đây là hồ sơ của cây sao đen tại 65 Lò Đúc. Trong biên bản làm việc của ba bên liên quan là chính quyền sở tại, Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội và công ty cây xanh. Trong đó ghi rõ, hiện trạng cây bị chết khô, mục rỗng gốc, nguy hiểm. Tuy nhiên, theo người dân ở khu vực này, cây xanh chết là do có tác động từ con người. Rõ ràng là có axit ở dưới gốc của người đổ vào đây. Trước kia thì có ảnh của người đổ, nhưng bây giờ là tôi có trình báo hai lá đơn gửi phường nhưng không xử lý. Theo lãnh đạo công ty cây xanh, từ tháng 11 năm 2023, sau khi ghi nhận hiện trạng cây sao đen trước số nhà 65 và 71 có dấu hiệu bị xâm hại, đơn vị đã có văn bản đề nghị đội trật tự xây dựng đô thị quận Hai Bà Trưng và Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ kiểm tra xử lý, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, đơn vị này thực hiện việc đánh chuyển là do có văn bản yêu cầu của Sở Xây dựng. Trên cơ sở, cây xanh này thuộc diện bị bức tử nhưng có phần thân mục rỗng, có nguy cơ gây nguy hiểm.
Từ lúc mà nhận được thông tin cho đến lúc mà thực hiện cái công tác chặt hạ trồng cây mới thay thế thì khoảng độ 6 tháng. Đối với trường hợp này thì được xác định rằng là cây có cái chiều cao rất là lớn, đã chết và có ở mộc ở gốc thì có dấu hiệu là sâu mục. Do đó mà các bên ủy ban phường cũng đã có đề nghị và trung tâm và công ty và phường xác định rằng là đây là cái trường hợp nguy hiểm cần phải xử lý để trồng cây mới thay thế. Trước những băn khoăn mà dư luận đặt ra, tại cuộc họp báo diễn ra vào cuối tuần trước, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã giao công an kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cây sao đen chết khô trước các công trình mới xây dựng trên phố Lò Đúc. Ủy ban thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao công an thành phố kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến báo chí phản ánh thời gian vừa qua. Trong đó thì sẽ trả lời đầy đủ các nội dung như các phóng viên báo chí đưa tin, đấy, kể cả quy trình chặt hạ, có cái việc là việc xây nhà mới thì cây chết hay không. Nội dung đấy thì sẽ được công an thành phố kiểm tra xác minh làm rõ và thời hạn thì sẽ là trước ngày 10 tháng 4. Sao đen nằm ở nhóm 3 trong danh sách gỗ quý của Việt Nam. Cây được trồng trên phố Lò Đúc vào những năm từ 1905 đến 1910. Hiện trên phố này có 134 cây sao đen, trong đó khoảng 50 cây đã hơn 100 năm tuổi. Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là ngoài cây sao đen số 65 Lò Đúc bị chết thì hiện trên tuyến phố này còn 3 cây sao đen cũng đã chết khô. Thậm chí là có cây đã chết khoảng 5 năm thế nhưng vẫn đứng yên trên các góc phố. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng như làm xấu đi diện mạo của Hà Nội. Chính vì vậy mà nhiều người đã đặt ra câu hỏi về quy trình xử lý cây xanh bị chết tại thủ đô. Đây là cây sao đen tại địa chỉ 71 Lò Đúc, cách cây số 65, trường hơn 30 mét. Là người dân gắn bó với tuyến phố Lò Đúc nhiều năm nay, anh Truyền băn khoăn vì sao cây này chết khoảng 5 năm rồi mà đơn vị chức năng vẫn chưa đánh chuyển và thay thế. Khi mà cây đã chết rồi thì cũng cần phải được coi như là thay thế bằng cây mới để nó lại phủ xanh, nó làm thay đổi, làm tốt hơn cho môi trường sống. Rất bất ngờ khi băn khoăn của người dân cũng chính là băn khoăn của chính quyền sở tại. Hiện trên phố Lò Đúc có 3 cây sao đen bị chết là tại 71, 65 và 36, nhưng không hiểu vì sao đơn vị chức năng không xử lý, dù phường đã nhiều lần gửi văn bản. Thì hiện nay trên địa bàn chúng tôi cũng còn rất nhiều vị trí cây đã chết và đã được cắt triệt tiêu. Có những cây mà đã tồn tại hàng chục năm nay, được cắt triệt tiêu hàng chục năm nay, thân cây chết mục, nhưng mà chúng tôi cũng rất nhiều lần kiến nghị. Nhưng mà đến nay thì giai đoạn gần đây nhất thì chúng tôi mới được trồng thay thế tại một số vị trí bổ sung. Theo thông tin từ Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, theo quy trình, 3 cây sao đen nghi có dấu hiệu xâm hại, cây 71, 65 và 36, do cây không có dấu hiệu sâu mục gốc, nên đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện thủ tục để thực hiện chặt hạ, trồng cây thay thế sau khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Và đây chính là lý do các cây xanh này chưa được xử lý. Đơn vị này khẳng định đây là các bước trong quy trình thay thế cây xanh đã chết được quy định tại Nghị định 64 năm 2010 của Chính phủ. Khi xác định là cây xanh mà nó có thể gây nguy hại, có nghĩa là nó có thể được đổ và bất cứ lúc nào thì sẽ phải thực hiện là lập biên bản, chụp ảnh và hoàn thiện các thủ tục theo các cái quy định để thực hiện chặt hạ càng sớm càng tốt. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, đơn vị quản lý về cây xanh tại thủ đô, thành phố hiện có 1,6 triệu cây xanh và đơn vị này đang quản lý trên 800.000 cây xanh tại 30 quận, huyện. Những cây đã chết và đang chuẩn bị xử lý chiếm tỷ lệ nhỏ với khoảng 89 cây. Theo quy định, quy trình phát hiện, kiểm định và xử lý cây chết sẽ trải qua 3 bước như sau. Bước 1, tiếp nhận thông tin. Bước 2, xử lý thông tin. Bước 3, báo cáo kết quả thực hiện. Nếu thực hiện đầy đủ các bước này, sẽ xuất hiện tình trạng có cây xanh không tìm ra được thủ phạm bức tử cây xanh và dẫn đến cây xanh vẫn cứ ở đó. Do vậy, từ cuối năm 2023, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, đối với cây xâm hại bị chết, đã cắt triệt tiêu nguy hiểm để lâu ngày nhưng chưa có kết luận điều tra, trung tâm đã chỉ đạo công ty công viên cây xanh lên kế hoạch chặt hạ và trồng cây mới. Do vậy, một số trường hợp phát sinh hoặc tồn tại sẽ được khắc phục xử lý trong quý 2 năm 2024. Hiện nay đối với các cái cây mà bị xâm hại, xác định là do bị xâm hại, kể cả những cây mà xác minh là bị xâm hại nhưng mà chính quyền địa phương chưa tiến hành là xác minh được cái đơn vị cá nhân hay đơn vị nào xâm hại cái cây đấy,
thì chúng tôi cũng đang lên cái kế hoạch cùng công ty cây xanh để thực hiện cái việc mà đánh chuyển những cây đi để đảm bảo cái mỹ quan đô thị và trồng vào những cây mới.